slot này như thế nào. Trước tiên khi mở hộp bộ cảm biến slot này thì em sẽ nói cho các bạn biết là cái tầm quan trọng của việc sử dụng cảm biến slot như thế nào, cảm biến slot có chức năng như thế nào và dùng như thế nào. Và em xin thưa là bộ cảm biến slot có chức năng là hiển thị áp suất lốp và hiển thị giá trị nhiệt độ. Khi anh chị ra xe, chúng ta sẽ ngay lập tức biết được giá trị áp suất lốp là bao nhiêu. Trong trường hợp không có cảm biến slot thì chúng ta không biết áp suất lốp thực tế là bao nhiêu, có thể trong tiêu chuẩn, có thể ngoài tiêu chuẩn mà chúng ta không hề biết. Trong trường hợp ngoài tiêu chuẩn thì điều gì xảy ra? Ngoài tiêu chuẩn, lốp quá lon thì khi đấy đi sẽ dễ bị vỡ lốp và chúng ta sẽ phải mất tiền thay lốp. Và nó nghiêm trọng hơn, nếu như mà lốp quá non đi trên đường cao tốc có thể sẽ bị mất lái. Ngoài ra tính quan trọng nữa đấy là khi đang đi đường mà chúng ta vô tình lao vào đinh hoặc là cán phải đinh thì ngay lập tức lốp sẽ giảm áp suất và sẽ có cảnh báo. Trong trường hợp mà không có cảm biến lốp thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm, không biết là lốp tình trạng như thế nào, xuống rất gấp có thể sẽ bị mất lái. Do vậy khi sử dụng bộ này thì ngay lập tức chúng ta sẽ biết được là có cảnh báo báo động luôn là áp suất lốp là bao nhiêu đang giảm dần. Chúng ta có đủ thời gian để giảm tốc độ và để tạt vào lề để chúng ta xem tình trạng của lốp như thế nào. Ngoài ra hiển thị nhiệt độ của lốp có tác dụng là chúng ta sẽ biết được thực tế nhiệt độ của lốp bao nhiêu. Trong trường hợp mà thời tiết nóng nực, nhiệt độ ngoài trời lên 40 độ C thì khi đi lốp có thể lên 70 độ C, đến 80 độ C. Khi như vậy có cảnh báo chúng ta sẽ dừng xe để kiểm tra tình trạng của lốp có vấn đề gì không, mà tại sao lại nóng như vậy, đúng không? Đấy. Bộ cảm biến áp lốp có vai trò rất là lớn trong cái việc sử dụng xe. Như các bạn biết là bên Mỹ này là 100% tất cả các loại xe trước khi xuất xưởng là phải được trang bị cảm biến áp lốp trên xe. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì cái quy chuẩn về sử dụng cảm biến áp lốp và an toàn cho xe hiện tại là chưa có. Do vậy là chúng ta đang những xe sản xuất ra và hầu như là không có cảm biến áp lốp. Do vậy bộ cảm biến áp lốp này có vai trò rất là lớn. Bây giờ mình sẽ mở hộp bộ cảm biến áp lốp K12 này cho các bạn xem. Mở hộp ra chúng ta thấy luôn đấy là sách hướng dẫn sử dụng, miếng dán chống trượt, màn hình được bọc trong ni lông, bộ sạc và 4 van cảm biến. Van cảm biến là van trong. Van cảm biến này được hoàn thiện rất tinh xảo, rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ xem cụ thể xem là bộ này sẽ sử dụng như thế nào. Đây là màn hình. Màn hình độ hoàn thiện rất. Cách cài đặt bộ cảm biến áp suất lốp K12 mới được phân phối bởi công ty Kinh Hồng Việt Nam. Bộ này là bộ năng lượng mặt trời, màn hình đã sử dụng lên tới 50 ngày. Đến khi mà hết pin thì chúng ta có thể sạc bên trong. Bên trong này được hoàn thiện rất tinh xảo, đẹp, được cao. Pin này được hay là sản xuất pin thì được trên 4 năm. Tại thời điểm thế là sản phẩm này đã được cung cấp ở Việt Nam và cũng hãng này đã pin đã được trên 4 năm. Tốt. Mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt. Đây là màn hình hiển thị. Nếu như mà lắp giá trị áp suất lốp vàng thì các bạn nhìn thấy thực tế nó là giá trị lốp. Đây là giá trị nhiệt độ 25 độ C. Bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt để đơn vị 3 và kiểm tra cài đặt đơn vị nhiệt độ để cài đặt để mở. Để cài đặt thì chúng ta ấn nút set từ 5 giây tới 3 giây. Tăng giảm tổng trung thì đưa ra giá trị đơn vị của lốp, và xác lần nữa ra là đơn vị của lốp HI 2,8 cân tức là 2,3 xuông và 2,83 2 lốp trước. Nếu như vượt quá 2,83 nó sẽ báo kêu. GO là lower 1,83, nếu như nhỏ hơn 1,83 2 lốp trước sẽ báo kêu. Tiếp theo là 2 lốp sau, HI là 3.0, nếu vượt quá 3.0 báo kêu. Nếu như LO vượt dưới 2.0 thì sẽ báo kêu. Đây là lốp phụ. Chúng ta mua thêm lốp phụ, chúng ta lắp vào thì sẽ sử dụng lốp phụ.
đây là giá trị nhiệt độ là 70. Chúng ta sẽ được xuống 5. Sau khi xong, chúng ta đã được xét được 5 giây để trở về hình ban đầu. Bây giờ mình hướng dẫn cách cài đặt khi mà chúng ta đảo vị trí của lốp. Ví dụ như sau khi chúng ta đảo xong vị trí của lốp rồi thì chúng ta bắt đầu tiến hành công việc, đấy là chúng ta sẽ cài đặt kết nối lại ID. Thì để kết nối lại ID định nghĩa lại cho các vị trí và cảm biến thì chúng ta làm sao? Ấn nút cộng giữ 5 giây. Sau khi ấn 5 giây này, thì màn hình sẽ hiển thị ID 31. Nếu như màn hình như vậy thì chúng ta bắt đầu tiến hành bơm thêm cái dụng nháy lúc trước ở bên tay trái. Chúng ta sẽ bơm hơi vào lúc trước bên tay trái. Sau khi mà mình kêu kích một cái thì lập tức sẽ nhận được. Lần lượt chúng ta làm các lúc khác bằng cách chỉ ấn nút cộng để thay đổi nháy trước bên tay phải, bên sau bên tay phải, bên sau bên tay trái, nó phụ được cần. Sau khi hoàn thành xong, chúng ta ấn nút set 5 giây để lưu lại kết quả. Như vậy là đã hoàn thành cái công đoạn cài đặt ID sau khi đảo lốp.